Ok, xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước ha. Thì hôm nay đến với video hôm nay thì em sẽ dẫn anh chị đi tham quan cái cách mà em nhân giống vú sữa Mika nha. Hiện tại là em đang ở trại giống luôn. Thì có một cái lô Mika ở trước em đang chuẩn bị tháp, quay cho chia sẻ với tất cả anh chị trên cả nước về cái kỹ thuật ghép cũng như là cái công đoạn ghép như thế nào luôn ha. Để nhiều anh chị có thể quan sát, nếu có cây ở nhà có thể tự nhân giống ở nhà nha. Ok, để quay camera sau lại cho anh chị xem mình thợ đang tháp ha. Rồi thì đầu tiên em sẽ quay cho tất cả anh chị trên cả nước xem những cái cây mà em đã tháp rồi ha, coi sơ trước rồi mình sẽ đến vào cái kỹ thuật sau ha. Đây là cái cây thành phẩm khi mà đã ghép xong nha anh chị, đã chu trần xong nha, rồi đã treo lên ha. Và hiện tại em đang ở cơ sở chính của trại cây giống bên em ha. Rồi thì cái cây này có hoa nha anh chị, Sumika thì mùa này nó vẫn còn hoa nha anh chị, này là có thể là tính là trái vụ luôn nha anh chị. Cái đợt hoa này để em hỗ trợ nó bằng thuốc thử coi nó đậu được hay không, nếu đậu được thì em sẽ để trái đó cho tất cả anh chị đến tham quan ha. Ra bông rất là nhiều, khá là nhiều đó, chắc có lẽ sẽ hỗ trợ thuốc nó sẽ dễ đậu nha anh chị, tại thời tiết này hơi nóng quá. Đang hoa nè. À, một số cây đang cho hoa nữa để đi một vòng cho anh chị xem. Đây hoa nè anh chị, hoa rất là nhiều luôn ha, cây này đang hoa nè. Rồi cũng như là trái vụ luôn á. Ở đây thì có khoảng hai mấy cây, thì tiến vào đây thì em sẽ quay cho anh chị xem cái kỹ thuật ghép bên em ha. Làm xong cây này đi làm cây sau mình quay nó thấy hơn, nó chi tiết hơn ha. Kiếm cái đọt nào dễ dễ làm. Khi mà mình ghép xong mình sẽ kéo thẳng lên nha anh chị, để cho cố định cái bầu ghép cũng như là hướng cái gốc cho nó thẳng nha anh chị, cái đọt nó thẳng á. Mình không hướng cái đọt như thế này nó dở lắm. Sẵn để hướng dẫn thì trước tiên mình sẽ gạch một cái lưỡi gà ở trên thân mẹ nha, sau đó là vuốt nêm ở cái góc ghép. Rồi. Anh chị thấy thợ lành nghề làm như vậy chứ thật sự anh chị vô làm đi rồi mới biết nó khó như thế nào. Có khi vuốt nó không ngay, nó không khớp, đưa vô nó đập vô. Còn ta làm lâu năm rồi thì vuốt là chính nha anh chị, đưa là hết liền. Quấn lại cái phần quấn đó anh chị, quấn vừa tay thôi, đừng quấn cứng quá cũng đừng quấn rỗng quá. Cứng quá thì cây nó dễ bị hư anh chị, lỏng quá thì nó sẽ tụt. Rồi quay tới những cây khác nữa, còn một cây anh chưa đưa gắn vô mạnh trẻ rồi kìa. Đây nè, không đây vừa vô dính nè, vừa hết luôn, quá đẹp luôn, không có hở ra luôn nè. Thì anh chị thấy đơn giản như vậy đó, thấy là thợ làm đơn giản vậy chứ mình làm nó rất là khó nha anh chị. Cái nào nó cũng phải từ từ làm, nếu anh chị làm mới làm tập làm thì làm từ từ thôi, không cần nhanh đâu. Mình làm nhà nó không cần nhanh, còn này thợ chuyên nghiệp rồi làm thì nó phải nhanh lên đi. Và cái công đoạn này giúp cho cái cây của mình nó giữ được cái bầu không bị nặng quá, để khi mà nước nó vô tưới nước mình tưới nước với lại cố định cho nó thẳng cái đọt của cái cây vú sữa. Đợt này em lên chắc cỡ khoảng trăm mấy anh chị, cái lô này tính để lại để trái cho anh chị xem, ra bông rất là nhiều nè, thấy bông ha, sẽ bông này là mùa đi muốn đi nghịch đó anh chị, bông đợt này là đi nghịch luôn rồi đó. Cây em nó ra bông hơi trễ hay sao đó, nó nghịch luôn rồi, chắc là do em gãy phân quá nhiều á. Lúc trước này là chỉ là toàn bộ là để nhân giống rồi nên không có đi phân dằn đó, chỉ là cho nó đi đọt thôi. Hổng lại thì nó lại không có gãy phân nữa, nó đâm bông nha anh chị. Cây này ra bông nhiều nè, này nó muốn đi nghịch luôn rồi đó, già vú sữa người ta đâu có bông.
hiện tại bắt đầu nó đi bông này. Thì cây này em trồng được khoảng 1 năm tuổi nha anh chị, đã chui được 2 đợt rồi nha, và bỏ nó hình như là 3 tháng nó vượt lên tới vậy nha anh chị, vượt cao như thế này ha. Đợt này chui lại thì bắt đầu chui đợt này sẽ có chắc có lẽ là khoảng 200 mấy cây rồi. Quay sơ sơ cho anh chị xem như vậy thôi ha.